Thay vì cho ra mắt những mẫu mã sản phẩm hoàn toàn mới thì hiện tại các hãng đã chạy theo xu hướng, đó chính là nâng cấp những mẫu mã cũ đã một thời làm dậy sóng của thị trường. Thì BF Audio cũng như thế, cho ra mắt mẫu Micro G11 2019 được nâng cấp từ mẫu Micro G11 2017, và tiếp sau đó là Sub 112SA được nâng cấp lên là bằng thành Sub UK 112SA với những tính năng và một số thay đổi nhỏ. Hãy cùng mình đánh giá chi tiết và thử xem tính năng của em đó nhé. Loa Sub BF UK 112SA được thay đổi trong thiết kế với mặt trên và phần cạnh đầu cùng hai cạnh cuối của hai mặt bên được thay đổi từ màu vân gỗ sang màu đen nhìn bắt mắt hơn. Loa được bố trí thêm cổng canon thuận lợi cho việc kết nối với vang số, có thêm giắc bông sen ở mặt sau. Loa có kích thước rộng 40cm, cao 43cm và sâu 43,5cm. Bass có gân loa dày dặn để đánh ở cường độ cao trong thời gian dài mà không bị nhão. Bên ngoài của loa được viền thêm đường kim loại màu vàng giúp cố định được bass loa chắc chắn hơn và giúp cho thiết kế của loa nhìn đẹp hơn. Sở hữu cũ loa bass 30cm nên Sub BF Audio RAW UK 112SA cho tiếng bass rất lực, có độ sâu và mềm mại. Loa chịu đòn cực tốt khi đánh ở cường độ cao và âm thanh không hề bị tức và ồn. Các bạn cũng đã biết thì dòng loa Sub 112SA phiên bản cũ chỉ có 200W nhưng được nâng cấp lên phiên bản UK 112SA thì công suất nó đã đạt tới 250W, phù hợp cho không gian phòng từ 20-25m². Sub 112SA phiên bản mới đáp ứng được nhu cầu cho phòng karaoke gia đình cũng như là phòng karaoke chuyên nghiệp với dãy tần từ 40Hz cho tới 250Hz, thỏa mãn được các nhu cầu giống như karaoke và nghe nhạc. Phiên bản kết hợp loa Sub 112SA vào karaoke sẽ giúp cho tiếng bass của bạn hay hơn, giọng hát của bạn sẽ nhẹ nhàng hơn, chống tình trạng như các bạn hụt hơi khi lên những quãng cao hoặc cao trào và không có hiện tượng như là tức ngực hoặc là dỗi âm. VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Được nâng cấp trở nên chuyên nghiệp hơn, chất âm hay hơn, phù hợp cho karaoke gia đình cũng như là phòng karaoke kinh doanh. Nhưng giá của chiếc loa Sub UK 112SA không quá cao hơn so với phiên bản cũ. Chỉ với 7 triệu đồng, các bạn đã có ngay cho mình một chiếc Sub hoặc gọi là loa siêu trầm cực hay đến từ thương hiệu BF Audio. Hiện tại thì Sub UK 112SA đã có mặt hầu hết trên các hệ thống VDA. Các bạn có thể tới để trải nghiệm hoặc là gọi số hotline để biết thêm chi tiết. Và bây giờ video mình đây là hết rồi. Xin chào hẹn gặp lại các bạn. Nhớ bấm like và đăng ký kênh VDA nhé. Subscribe VDA. Chọn thiết bị Kara. Hát hay, giá tốt.